Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị đang theo dõi kênh Hỏi Thương Bất Động Sản ạ. Video hôm nay thì em giới thiệu tới quý anh chị một căn nhà vừa mới hoàn thiện xong, nằm trong khu dân cư Phú Thịnh 6 nha anh chị, thuộc đường D2, thuộc đường D2 của khu dân cư Phú Thịnh 6, khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Căn nhà này thì nằm trên mặt tiền đường D2, con đường này thì đường thông nha anh chị. Đường có lòng đường 7m, vỉa hè mỗi bên 3m, tổng là độ giới là 13m, và hai bên thì vỉa hè đều có cây xanh hết ạ. Tổng diện tích cho căn nhà này là 61m và có bề ngang là 4m rưỡi, chiều sâu 13m rưỡi ạ. Thiết kế 1 trệt 2 lầu đúc 3 tấm kiên cố với mẫu thiết kế hiện đại ạ. Và tất cả các những thiết bị ở trong căn nhà này đều sử dụng vật liệu hiện đại và tốt nha anh chị. Phía trước thì căn nhà có 2 lớp cửa, đó là một lớp cửa cuốn và phía trong đó là một lớp cửa nhôm xi pha kính cường lực 8 ly ạ. Ở trên trần thì được làm bằng thạch cao và đi đường chỉ rất là bắt mắt luôn ạ. Có gắn đèn led đầy đủ ạ. Hai bên tường thì có lằm tranh và có gắn đá nha anh chị. Ở phía bên tay trái thì có thêm một cái tủ để mình để kệ tivi. Và căn nhà này thì gia chủ có thiết kế thêm đó là một cái chuông cửa có nghe gọi luôn nha anh chị, rất là tiện lợi cho mình luôn. Hướng cho căn nhà này đó là hướng Tây ạ, phù hợp với quý anh chị có cung mệnh Tây Tứ Trạch ạ. Ở sát bên đó là quốc lộ 1K và mình di chuyển về siêu thị Big C, trung tâm hành chính Dĩ An thì chỉ tầm 1,5 km thôi ạ. Và đây là không gian phòng khách ạ, cũng khá tương đối là rộng ạ. Phòng khách thì gia chủ có thiết kế bên tay trái có thêm một cái kệ tivi và ốp bằng đá nha anh chị. Và bên phải thì gia chủ có làm một bức tranh rất là đẹp luôn ạ. Và tiếp đến thì đó là di chuyển vào không gian nhà bếp ạ. Công năng sử dụng của căn nhà thì gồm có một phòng khách, một phòng thờ, một phòng bếp, một sân thượng và có 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh ạ. Đây là không gian phòng bếp ạ. Ở dưới chân cầu thang thì được gia chủ thiết kế thêm các cái tủ rất là tiện lợi nha anh chị. Chủ bếp thì tủ và kệ bếp thì đều được thiết kế theo kiểu hiện đại và tông màu rất là sáng luôn ạ. Và có gắn đèn led cho mình luôn ạ. Rất là tinh tế luôn ạ. Còn bên tay trái thì có sẵn một cái tủ để mình để rượu hoặc là để các vật dụng cần thiết anh chị. Và phía sau thì đó là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì được lắp đặt các thiết bị hiện đại ạ. Có gương soi và có đèn luôn ạ. Có vòi hoa sen. Cửa thì được làm bằng cửa nhôm kính xi pha. Và tất cả các nhà vệ sinh thì gia chủ đều thiết kế giống nhau hết anh chị. Với diện tích 61m, bề rộng 4,5 và chiều sâu 13,5 thì căn nhà này cũng khá là rộng anh chị. Tiếp đến thì em di chuyển lên tầng trên. Ở cầu thang thì gia chủ tay vịn được làm bằng gỗ và lắp kính cường lực 8 ly nha anh chị. Ở tầng trên thì gồm có 2 phòng ngủ ạ. Phía ngoài hành lang kết nối với 2 phòng ngủ thì gia chủ trang trí bức tranh rất là đẹp nha anh chị. Đây là phòng ngủ thứ nhất ạ. Cửa của phòng ngủ thì tất cả đều được làm bằng gỗ tự nhiên hết ạ. Ở phòng ngủ thứ nhất thì có nhà vệ sinh riêng ạ. Cũng được dán tranh cũng rất là đẹp luôn, gắn đèn led trên trần và bóng ngủ. Và tất cả các phòng ngủ thì gia chủ đều đi sẵn đường ống đồng cho mình hết ạ. Cửa sổ thì có rèm che rất là mát luôn. Nhà vệ sinh thì thiết kế cũng giống như ở tầng trệt thôi ạ. Cũng đều các thiết bị đầy đủ giống nhau luôn. Các thiết bị đều được lắp và những vật liệu mới và hiện đại hết ạ.
Và kế tiếp thì đến phòng ngủ thứ hai. Ở phòng ngủ thứ hai thì có một cửa ra ban công và cửa sổ nha anh chị, đều có rèm che hết ạ. Và phòng ngủ này thì cũng có một nhà vệ sinh riêng luôn ạ. Phòng ngủ thứ hai này trang trí cũng khá là bắt mắt luôn nha anh chị. Phía trước thì có một cái lan can. Và tiếp đến thì em di chuyển lên tầng trên ạ. Ở tầng trên thì cũng có hai phòng ngủ nha anh chị. Ở đây thì gia chủ có thiết kế một cái giếng trời để làm sáng thêm cho căn nhà. Đây là phòng ngủ thứ ba nha anh chị. Phòng ngủ thứ ba này thì ở phía ngoài có một nhà vệ sinh riêng ạ. Ở đây là khu vực phía sau sân phơi nha anh chị. Ở sân phơi thì cũng có một cái cầu thang để mình đi lên trên sân thượng ạ. Đây là nhà vệ sinh phía sau ạ. Kế và lắp đặt các thiết bị cũng giống như ở tầng dưới luôn ạ. Và tiếp đến đó là bên này, đó là phòng ngủ thứ tư nha anh chị. Phòng ngủ thứ tư cũng khá là rộng thoáng mát luôn. Ở tầng trên này thì chỉ có một nhà vệ sinh ngoài để dùng chung cho hai phòng ngủ. Hiện tại mức giá cho căn nhà này là 5 tỷ rưỡi và có thương lượng chính chủ và có hỗ trợ ngân hàng từ 70-80%. Thì quý anh chị có quan tâm thì để lại thông tin hoặc liên hệ cho em để em tư vấn chi tiết cũng như đi xem nhà thực tế hơn ạ. Và tham khảo khu vực khu dân cư của phố Hồng Thịnh ạ. Hẹn gặp lại và chào quý anh chị.